kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi là một khách ở Hà Nội lên Cao Bằng công tác, rất là vui được giao lưu với khán giả ở Cao Bằng. Tôi xin gửi tới quý vị bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.